tần của em á, vừa mới cho vấn đề bố xong rồi thay tã xong rồi đến dưới kia rồi lại thay tã xong rồi. Nhiều lúc là bây giờ là nó lớn rồi á, phải sau khi bú một tiếng sau là phải dặm thêm một lần nữa, nên là luôn chân luôn tay, mồm mê không phải làm được hết. Và có kỷ niệm gì đặc biệt không khi mà nuôi con á, trong quá trình nuôi con của hai vợ chồng không? Kỷ niệm đặc biệt gì không? Thực ra thì ngày nào cũng là đặc biệt, nhưng lúc mà con biết chú ý này, biết làm trò thì cảm giác rất là vui. Kiệm lời quá, khó. Em không biết nói chuyện phỏng vấn đâu anh. Em nói nhạt nhẽo lắm. Nhạt nhẽo lắm. Thế bây giờ còn nói tốt hơn ngày xưa. Hôm nay là đến để chúc mừng cho bồ đúng không? Đúng rồi, bồ. Bồ Miu. Hoàng Yến TV trốn chồng để đi chúc mừng cho bồ. Là, đúng đến... là từ hồi mà sinh xong đến bây giờ đi họp báo là chỉ có đúng họp báo của Yến và phim tư là lần trước và lần này là phim điện ảnh thôi. Chứ còn chưa có đi họp báo gì khác. Đi một cái fashion show. Thế vẫn còn là ế sâu lắm. Vậy Yến đón nhận làm mẹ đứng đầu thì các bạn phải không? Có. Nhưng mà bởi vì là Yến thank you.
Thank you.